Anh ơi, ơi bé, em thay đồ xong rồi, mình đi nhá. Anh nghe điện thoại cái nhá. Alo. Ừ, không, tao có hẹn với người khác rồi. Ok. Hả? Đi thôi bé ơi. Anh mới nói gì cơ? Anh đi với ai cơ? Ai? À, em đấy. Ai cơ? Người khác nào cơ? Nếu ai? Hả? Ờ, vợ? Ai? Bé con? Vì anh hả? Xin lỗi mà. Không đi nữa. Thôi mà, anh muốn trà sữa cho bé nha. Tạm thà.